Ngọc Hoàng cũng cảm thấy bực bội trong lòng, không muốn tiếp tục căng thẳng với hắn ta. Dù trên sân có nhiều người, nhưng không ai có thể cãi lại hắn. Tôn Ngộ Không, trước đây người đã quấy phá Long Cung, lại quấy phá địa phủ, phá vỡ trật tự âm ti, gây ra hỏa hoạn lớn. Đợi chút đã, bệ hạ, tin tức này từ đâu ra vậy? Khi nào ta đã quấy phá Long Cung và phá hoại trật tự âm ti? Ôi trời, đừng để ý nhiều đến mấy chi tiết nhỏ như vậy. Chậm lần này cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi quay đầu lại kịp thời. Chụp tội, đừng gây thêm rắc rối nữa. Thế là cái tội này lại đội lên đầu ta đúng không? Có vẻ như suy nghĩ của mình là sai lầm. Cẩn trọng chắc cũng không có tác dụng gì. Cái tội đều bị đội thẳng lên đầu. Không được, chờ dịp này ta phải tìm tứ Hải Long Vương thử nghiệm. Diêm Vương cần phải trả thêm tiền. Hôm nay phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện nữa. Ngươi phải chú ý đến vườn đào tiên đó. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoài ra, ban cho người 900 viên kim đan. Từ nay về sau sống bình yên một chút, đừng gây thêm chuyện nữa. Thực sự thì thiên đình cũng khá tử tế rồi, chỉ có điều cái tội này bị đổ hơi lố. Tội của địa phủ có thể miễn cưỡng hợp lý, nhưng Long Cung thì không có chuyện đó. Tội thêm cũng không lo thiếu lý do. Bị đổ tội cũng tốt thôi, không thì cũng ngại làm họ tức khóc. Sau này ta cũng không khách sáo nữa. Vô cùng cảm tạ bệ hạ và các tiên gia. Từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo vệ vườn đào tiên. Vì vườn đào tiên ta sẽ xả thân không màng, muốn chết không từ. Ta có một con đường ở vườn đào tiên dù có nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thì đáng kể. Sau khi thành công tất cả đều là của ngươi. Ta sẽ bồi thêm cho ngươi 30%. Nói nghe xem nhiệm vụ là gì. Đao của ngươi cũng là đào của ta. Đao của ta đều là của ta. Trước hội đào tiên, ăn hết lá và vỏ cây trong vườn đó. Phần thưởng nhiệm vụ là tiệc đào tiên đầy đủ. 12 bình Yệ Hỏa Hồng Liên, Phán Thảo Yên Quyền Xí. Trời đất, ăn đào tiên thì được, nhưng bắt ta ăn vỏ cây, lá cây là sao? Có ý gì vậy? À, vỏ cây lá cây cũng là thứ tốt, dù không biết mùi vị thế nào, nhưng chắc chắn là bổ dưỡng, đều là linh vật cả. Nó sẽ tăng cường mạnh mẽ cho bản đồ sao bên trong cơ thể ngươi, chỉ có điều rủi ro hơi cao, nghĩ đến thôi cũng thấy kích thích. Dù sao thì ta cũng muốn đại náo thiên cung, bao nhiêu cái tội đã bị đổ lên đầu ta rồi, giờ không cần khách sáo nữa. Ta sẽ trực tiếp gây rối luôn cho xong. Hoàn hảo. Tô Đại Khanh, ngươi còn điều gì muốn nói không? Cảm ơn bệ hạ đã nhìn nhận tốt về ta. Bệ hạ quả là có mắt tinh tường, ngài thật là một vị vua nhân nghĩa. Ôi trời, thần tượng ơi, ngài đang khen ta đúng không? Nếu ngươi cứ thế này, ta chỉ có thể đáp lễ thôi. Thái Bạch Kim Tinh, ban cho Tôn Yêu Quý 10 chai rượu quý và 100 viên kim đan, bù đắp cho công lao của Tôn Yêu Quý khi trông coi Nam Thiên Môn trước đây. Ngươi mà còn dám khen nữa, xem ta có tha cho ngươi không? Ta sẽ sửa ngay. Chẳng lẽ hắn ta say quá mới dám lên chiều à? Chỉ khen vài câu mà đã được thưởng. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc ai là cháu ngoại của ngươi? Sao ta lại cảm thấy con khỉ là cháu ruột của ngươi? Còn ta là cháu ngoại mua kèm lúc đi chợ vậy? Nếu ngài như vậy, ta không khách sáo nữa. Trước đây ta đã nghe nói bệ hạ tài hoa vô cùng, ngài của thật có con mắt tinh tường. Bệ hạ không chỉ vậy, ngài còn anh minh thần võ, trí tuệ vô song. Ta là người thẳng tính, thích nói sự thật. Bệ hạ đừng để tâm nhé, ngài thật xứng đáng làm chủ ba giới, hưởng vinh quang trên con đường vô cực. Ôi, thần tượng đúng là thần tượng, ngươi thật thẳng tính, chỉ nói sự thật. Được, ta cũng sẽ như vậy. Ngươi thẳng thắn như Tôn Yêu Quý không còn nhiều, vì ngươi thẳng tính như vậy, thật là đáng. Ta sẽ bồi thường cho ngươi khoản bồi thường tổn thất tinh thần khi làm tạp vụ ở Ngự Mã Giám. Đây chẳng phải vẫn là nịnh nọt sao? Chúng ta cũng biết nịnh mà, chỉ cần nịnh bừa vài câu là được 200 viên kim đan rồi. Chuyện này ta cũng làm được mà, thực sự là quá bực mình rồi. Khinh thường ai chứ? Cậu ơi, nếu cậu làm vậy, ta sẽ phải cắt tóc vào đầu năm sau đó. Bệ hạ, ngài không đúng rồi, những lời ta vừa nói đều là từ tận đáy lòng. Ngài thường cho ta kim đan, khiến như thể đang hối lộ ta vậy. Ta là người chính trực, khen bệ hạ anh minh thần võ, đều là lời thật lòng. Dù có thêm 200 viên kim đan nữa, ta cũng không thay đổi lời khen. Ta là người chính trực như thế, chỉ thích nói sự thật. Khinh thường ngươi, hóa ra chúng ta khác nhau ở đẳng cấp. Cũng không trách được ngươi nịnh hót. Có kim đan, ta cũng biết nịnh mà. Hóa ra ngươi thực sự không còn liêm sỉ. Vô sỉ quá chừng. Thần tượng, ngươi nịnh hót hay quá. Ngươi làm ta không còn lý do nào để bắt lỗi. Ngươi khiến ta cạn lời. 9 năm trước ở hạ giới khiến ngươi trở nên thấp hèn, thực sự là lỗi của ta. Thái Bạch, thưởng cho Tôn Yêu Quý 900 viên kim đàn nữa, 100 viên thêm. Sau đó ngươi sẽ đưa Tôn Yêu Quý đến vườn đào tiên nhận chức. Ta sẽ đi cùng Dương đại ca. Bệ hạ, ngài là bảo vệ của tam giới, ngài là niềm tự hào của tam giới. Ta sẽ noi gương ngài, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta mà không tát ngươi thì ngươi có tin không? Có người nào lại sát muối vào vết thương người khác như vậy? Chuyện gì thế này? Ta chỉ hỏi ngươi một câu vì tức giận. Ngươi cứ làm như ta cướp tiền của ngươi vậy. Ngươi thực sự có vấn đề. Ta có bắt ngươi đại khách đâu. Con khỉ trước tiệt. Ta đã nói ta không biết. Ngươi hỏi cái gì nữa? Không biết nói thì im đi. Ôi trời, sao ngươi lại phản ứng mạnh vậy? Phải chăng ngươi tức giận? Thấy ta nhận được nhiều kim đan rồi ghen tị. Ngươi ghen ghét đúng không? Chết tiệt, con khỉ ngu ngốc. Ngươi biết rồi thì thôi. Còn nói ra làm gì? Ta, thần tứ pháp Dương Tiễn, không cần mặt mũi sao? Chết tiệt thật. Thần tư pháp cao quý bậc nhất mà lại không có phúc lộc, huynh thực sự khổ quá.
Ngươi đang thương hại ta à? Ngươi nghĩ gì thế? Ta sẽ cho ngươi kim đan. Ngươi nghĩ quá rồi đấy. Đây là quà gặp mặt của ta cho em gái. Bất kể ân oán giữa ta và ngươi là gì, nhưng em gái có lòng tốt không liên quan gì đến chuyện đó. Nếu ngươi muốn đưa quà, tự đi mà đưa. Ta sẽ không giúp ngươi làm chuyện này. Một là quà gặp mặt của ta, hai là lời xin lỗi vì ta đã lừa dối nàng trước đây. Ngươi có thể coi nó như xính lễ cũng được. 3 năm rồi lại 3 năm nữa. Thạch Hầu ngồi trong vườn đào tiên tu luyện. Ngoài việc ăn kim đan, thậm chí không cả đi tiểu. Thái Bạch thấy tình hình này, cho hắn trộm đào chắc là không kịp. Vậy tốt hơn là nghĩ kế khác đi. Bệ hạ, chỉ có thể là khi tổ chức hội đào tiên không mời hắn, cho hắn biết là chúng ta lại đang lừa dối hắn. Không mời hắn dự hội đào tiên liệu có ổn không? Dù sao hội đào tiên cũng còn hơn nửa năm nữa. Chúng ta cứ để hắn tu luyện trên thiên đình hơn nửa năm mà. Nếu cứ để hắn tu luyện trên thiên đình, thì thời gian dưới nhân gian sẽ là 100-200 năm. Ngày nào cũng không thỏa mãn. Thời gian gấp gáp như vậy, lại định đè hắn thêm mấy trăm năm nữa không? Ta không đồng ý, đến lúc bị trấn áp rồi lại không có việc gì làm. Chuyện này thực sự hết cách rồi. Chúng ta giờ chỉ có thể bắt lỗi của hắn thôi. Nhưng ngày nào hắn cũng tu luyện trong vườn đào tiên, thì làm sao mà phạm lỗi được? Ôi, con khỉ này không trộm đào thì không bực mình sao? Cứ ngồi nhìn mãi kẻ mua cũng chán, cũng chẳng có gì vui. Thái Bạch, có cách nào khác để kích thích hắn không? Bệ hạ, ngài nghĩ cách này có được không? Bảy nàng công chúa cũng có thể tự do ra vào vườn đào tiên, để họ thường xuyên qua lại vườn đào tiên, tạo mối quan hệ tốt với khỉ đá. Khi đã thân thiết, bỗng một ngày công chúa bị ốm, khỉ đá chắc chắn sẽ không nỡ lòng và sẽ hái đào tiên cho họ. Như vậy có phải là rất hợp lý không? Hợp lý cái đầu ngươi, ngươi định tính toán cả con gái ta sao? Thái Bạch, ngươi quá đáng lắm rồi. Thái Bạch, ta thấy gần đây dưới trần gian có vẻ không yên. Ngươi có muốn xuống trần gian xem thử không? Trải nghiệm khổ vui của nhân gian một chút ha. Anh trai à, đối phó với khỉ đá mà cũng phải ra trận. Dùng bảy nàng công chúa không được rồi. Không được thì sao không nói sớm? Bệ hạ, ta thực sự không có ý gì khác. Việc tạo mối quan hệ tốt với khỉ đá chắc chắn là có lợi chứ không có hại. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bảy nàng công chúa mà. Ngươi cứ nói tiếp xem nào. Ngày nào cũng nói chuyện như châu bò bay lên trời, thà tin có ma trên đời còn hơn tin vào cái miệng thối của Thái Bạch. Bệ hạ, ngài xem việc giao hảo với khỉ đá chắc chắn có lợi chứ không có hại. Ai mà đối địch với khỉ đá, chẳng phải đã gặp vận xui 8 kiếp rồi sao? Ngươi đang mỉa mai ai đấy hả? Rõ ràng khỉ đá là do nữ oai nương nương tạo ra, vốn đã có vận khí lớn. Nếu không thì cũng chẳng cần phải phiền phức bắt hắn đi thỉnh kinh làm gì. Nhìn vào tài năng của khỉ đá, chắc chắn sẽ không đơn giản đâu. Sau này hắn chắc chắn sẽ là một bá chủ của tam giới. Cái miệng của Thái Bạch đúng là biết nổ. Sau khi hắn nói thế, khỉ đá đúng là một kẻ có tiềm năng. Ngọc Hoàng cũng im lặng. Đúng là như thế thật. Đám khỉ ở Hoa Quả Sơn đứa nào đứa nấy đều đang tung hoành. Hiện giờ thì Na Cha, Dương Tiễn bị hắn làm tức đến phát bệnh. Nhưng những chuyện này vẫn không thể nói thật với đám bọn họ được. Để họ tự nhiên chân thành tiếp xúc với khỉ đá thì tốt hơn. Nhưng nếu có gì bất chắc xảy ra, Thái Bạch, ngươi sẽ thay ta xuống trần, giúp ta trải nghiệm khổ cực của chúng sinh nhé. Ha, làm việc gần vua như gần hổ. Lừa người nhiều rồi, mấy ý tưởng tào lao cứ thế mà xuất hiện, quên mất cả trà. Biết thế thì đã nói là không có cách rồi. Thật là khó quá đi. Như Lai cho hắn 5.000 viên kim đan, cho đệ ta 4.200 viên, còn lại 800 viên không trả lại tiền. Chuyện này ta không xen vào được, vẫn phải để Ngọc Hoàng tự quyết định thôi. Dù sao con khỉ chết tiệt kia cũng chẳng phải là con khỉ bình thường. Thế thì theo lời Thái Bạch vậy, chuyện này phải phiền đến Bồ Tát rồi. Ngươi đi nói chuyện với Vương Vũ đi. Hừ, đúng là Ngọc Hoàng đại nghĩa. Không sai, chị à, chị nhìn xem, có người đang ngủ trong vườn kia. Ta biết rồi, hắn mới được phong làm đề thi đại thần đây mà. Người trông coi vườn đào tiên đấy. Hắn trông cũng khá thú vị. Ôi, em gái à, em đã động lòng Trần rồi. Chị thật là đáng ghét, em có đâu chứ. Em chỉ nói là hắn trông thú vị thôi mà. Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của hắn đi. Đào trong vườn bị mất rồi, mà hắn vẫn không biết. Đúng là ngơ ngác thật. Các người thật là phiền phức. Ôi trời, đẹp thật. Người cũng kỳ lạ thật đấy. Chẳng biết là ngươi đang khen người hay đang mắng người. Đây là lần đầu tiên ta nghe ai nói như người đấy. Sao ngươi lại có lông? Ngươi đang ngủ ở đây sao? Chắc là kẻ mỹ nhân đến trộm đào của ta đây. Tốt lắm. Dùng kẻ mỹ nhân để vào vườn đào tiên trộm đào của ta à? Ngươi nghĩ rằng ta dễ bị bắt nạt sao? To gan yêu nghiệt. Có ta, để thiên đại thành, trông coi vườn đào tiên, mà ngươi dám xông vào? Rõ ràng là không coi ta ra gì. Hiện hình đi. Để ta xử lý. Ừ, dám xông vào vườn đào tiên à? Để xem các ngươi có trộm được đào không. Vì công lý, ta quyết định hy sinh bản thân để khám xét các ngươi. Cái mỹ nhân trộm đào của ta à? Nên sợ ai trước nhỉ? Ấy, là khám xét chứ. Khám ai trước nhỉ? Cứ bắt đầu với cô nàng áo đỏ kia đã sờ. Ấy là khám xét đã. Tất nhiên là khám xét rồi. Tên này thật là. Bảy chị em nhà Hồng Nhi tức đến nổ tung ngay tại chỗ. Thẹn quá hóa giận, cả đám đều là công chúa trên thiên đình, là các tiểu thư khuê các, thế mà hôm nay lại bị một con khỉ bắt nạt. Hừ, dám dùng mỹ nhân kể với ta, con định trộm đào của ta à? Để ta cho các người biết mùi vị là thế nào. Phụ hoàng ơi, đây là chuyện gì vậy? Sao miệng cứ gọi phụ hoàng thế? Ôi trời ơi, bảy tiên nữ, chẳng phải đúng là bảy cô vừa gặp hồi nãy sao? Ta mẹ nó, hóa ra là bảy cô con gái của Ngọc Hoàng. Trời ơi, kinh hãi thật đấy.
Ngọc Hoàng vì lừa ta, mà còn phải cả 7 cô con gái của mình xuống, quá đáng hơn cả con quan nhỏ mà. Quyết định rồi, 7 tháng không rửa tay, Thái Bạch Kim Tinh giờ chẳng còn ý nghĩa sống nữa rồi. Ngọc Hoàng chắc chắn muốn chửi tổ tiên hàng đến mấy đời. Anh em à, mắt người đúng là tinh đời. Dám cả gan sờ soạn con gái Ngọc Hoàng, không chừa một ai cả. Ngươi đúng là đã hại khổ ta rồi. Ta tiêu đời rồi. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không phạm tội rồi. Phạm tội lớn rồi, chúng ta phải nhanh chóng bắt hắn lại thôi. Con khỉ này chỉ là đang lục soát bọn họ, xem có trộm đào tiên không thôi. Hắn làm đúng lý đúng tình, có sai gì đâu. À, chết tiệt. Sao ta có cảm giác mình thật sự tiêu đời rồi. Thái Bạch Kim Tinh, đây là cách người kết giao với Tôn Ngộ Không sao? Đây là kế hay của người à? Bệ hạ bớt giận, ta cũng không ngờ lúc này hắn lại không theo quy tắc mà làm, lại càng không nghĩ đến hắn lại vô liêm sỉ như vậy. Kế của ta vốn có ý tốt, nhưng ta thật không ngờ hắn lại trơ trẽ đến thế. Bệ hạ bớt giận, lúc ấy hắn đâu có quen biết Hồng Nhi, bọn họ đột nhiên xuất hiện trong vườn đào cũng sẽ bị hắn nghi ngờ mà. Nhưng ta nghĩ việc này cũng là chuyện tốt, sau việc này chắc chắn hắn sẽ cảm thấy áy náy với Hồng Nhi, điều này sẽ làm kế hoạch của chúng ta dễ dàng hơn. Này, sao ngươi không bảo hắn lục soát luôn cả ngươi đi? Ngươi cũng đâu có sạch sẽ gì. Hừ, Bồ Tát nói đúng mà. Con khỉ chết tiệt này, tội nghiệp cho các con gái của ta đều bị lừa gạt, không phải bệ hạ chính là người quyết định cho bọn chúng tự do tiếp xúc với Tôn Ngộ Không sao? Ngươi cho phép bọn họ thoải mái gặp gỡ hắn mà. Thôi được, chuyện này ta giao cho ngươi, phải khiến Hồng Nhi hài lòng. Nếu ngươi không giải quyết êm đẹp thì ta sẽ giải quyết ngươi. Hừ, bệ hạ cứ yên tâm, ta nhất định làm được. Tôn Ngộ Không vốn rất tốt với các cô gái đẹp cơ mà, sao lần này lại ra nông nỗi thế này? Nếu biết trước như thế, mẹ kiếp, ta đã chẳng bày ra cái kế này làm gì. Đã chẳng thèm nhiều lời, làm Phật tổ đi lấy kinh của thật quá khó khăn. Ta phải đói thêm tiền thôi. Kia chẳng phải là đại ca, đệ nhất nổ ba cõi sao? Đại ca, huynh đến tìm ta có việc gì? Đệ à, lần này đệ làm khổ huynh rồi. Nếu không có huynh, đệ đã gặp họa lớn rồi, sắp bị đẩy xuống trận giang rồi. Đệ có biết không, những người mà đệ vừa trêu chọc, vừa lục soát đấy, bọn họ là ai không? Là ai cơ? Đó là 7 vị công chúa của thiên đình, là 7 cô con gái của Ngọc Hoàng. Đệ còn dám lục soát bọn họ, còn dám sàm sỡ họ nữa, đệ đúng là không biết sợ trời đất là gì. Con cái Ngọc Hoàng thì sao? Đừng nói là con cái Ngọc Hoàng, dù Ngọc Hoàng có đến đây, ta cũng sẽ lục soát ông ta. Đó là nguyên tắc làm việc của ta, ta gọi đây là chuyên nghiệp. Thôi được, đừng nói nhảm nữa, lát nữa bọn họ đến, ngươi phải xin lỗi họ thật tử tế, phải dỗ dành họ, làm họ vui lên, hiểu chưa? Điều đó không được, ta là người có nguyên tắc, ta làm việc đàng hoàng, thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, ta chẳng làm gì sai cả. Đệ à, tầm nhìn của ngươi còn hạn hẹp lắm. Ngươi thử nghĩ mà xem, bọn họ là con gái của Ngọc Hoàng, ngươi lấy lòng họ thì có gì là sai? Biết đâu đệ tán được một người, sau này còn chẳng phải đi ngang ở thiên đình hay sao? Ta tin tưởng ngươi, đệ à. Ta mẹ nó, không ngờ Thái Bạch Kim Tinh lại là người như thế. Ta chịu thua rồi, không hổ là đại ca, nhìn ngươi chuẩn thật, đại ca nói rất có lý. Cái tên khỉ này cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Nếu đệ Ngọc Hoàng biết những gì ta đã nói, thì chắc chắn ta sẽ bị đẩy xuống hạ giới mất. Chờ đã, đại ca, huynh cũng không ngoại lệ đâu. Đây là công việc của ta, để ta lục soát huynh một chút, ngươi đừng có mà giả bộ. Con khỉ chết tiệt, chúng ta 7 chị em được vương mẫu đích thân chỉ định, được ra vào tự do trong vườn đào tiên, chúng ta làm theo lệnh của vương mẫu. Ngươi nhớ kỹ đấy, không được đối xử tệ với chúng ta, nghe rõ chưa? Nếu còn tái phạm, chúng ta sẽ không tha cho người đâu. Đồ lưu manh, 7 chị em nhà Hồng Nhi dưới rít nói cả đống. Tóm lại cũng giống như ý của Dương Tiễn, tiên chém sau tâu, hoàng ân đặc xá. Vườn đào tiên là cấm địa với người khác, nhưng với họ thì như vườn nhà sau vậy. Thật là sơ suất, ta mới đến đây chưa từng thấy các tiên nữ xinh đẹp thế này, là ta mạo muội rồi, đã đắc tội với các vị tiên nữ xinh đẹp. Ta xin lỗi các vị một cách chân thành, là lỗi của ta. Với 7 vị tiên nữ xinh đẹp thế này, sao có thể đi trộm đào tiên được? Điều đó không hợp với nhan sắc và khí chất của 7 vị chút nào. Kể từ ngày đó, 7 tiên nữ mỗi ngày đều đến vườn đào một lần, con khỉ thì cứ bám lấy họ, bám mãi không rời, rồi sau đó lại tiếp tục bế quan tu luyện. Một thời gian sau, quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết hơn, và tu vi của Tôn Ngộ Không cũng đạt đến đỉnh kim tiên, đột phá lên thái ất kim tiên. Nói chung thì cũng hơi khó một chút, nhưng mấy ngày gần đây không chỉ tu vi của hắn đạt đến đỉnh kim tiên, mà nội lực trong cơ thể cũng tăng gấp đôi. Mấy ngày gần đây, Ngọc Hoàng cảm thấy hơi buồn chán và có điều gì đó không đúng. Thái Bạch, ngươi có bỏ sót điều gì không? Con khỉ đã biết Hồng Nhi và bọn họ là con gái ta, nó sẽ giúp họ trộm đào tiên. Ngươi nghĩ con gái của ta không đủ khả năng ăn đào tiên à? Hay con khỉ nghĩ con gái của ta không đủ sức để ăn đào? Cũng có lý, kế hoạch này có thực sự hiệu quả không? Bệ hạ, con khỉ đó thông minh lắm, nếu nó không biết rõ quan hệ này, chưa chắc nó đã giúp họ trộm đào đâu. Nhưng bây giờ nó biết rồi, dù có gì không hợp lý, nó cũng sẽ giúp họ trộm đào để lấy lòng. Tính cách của nó thì ai cũng rõ rồi. Vậy nên đây là lý do ngài cử Hồng Nhi và họ đến à? Đúng vậy, ngươi nhất định phải cố gắng, nhất định phải thông minh lên, phải lấy lòng 7 vị công chúa. Hy vọng là vậy, có vẻ con khỉ lại đột phá rồi. Tài năng của nó quá mạnh, không thể để nó tiếp tục tu luyện nữa. Tốt nhất là trước hội bàn đào, phải kích động nó gây náo loạn thiên đình, rồi trấn áp nó. Ta thực sự không muốn nghĩ kế nữa. Thái Bạch, hãy nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ, không thể cứ ngồi chờ mãi được. Ta có thể nghĩ ra kế,
nhưng ta sợ nhớ ai đó lại trở thành nạn nhân. Điều đó khiến ta khó xử lắm. Dương Tiễn, cái thằng xui xẻo, ngươi đến đây làm gì? Đến vườn đào tiên làm nông à? Dám tự tiện xông vào sao? Khi kia, đào này bán thế nào? Ngươi lại thèm rồi à? Ta từ chuồng ngựa chuyển qua vườn đào, ngươi vẫn không buông tha sao? Khi không rồi đấy, nhưng ta cũng không giấu nữa. Thực ra ta chỉ đùa ngươi thôi, còn chuyện ta đến đây làm gì thì ngươi nhìn cho rõ. Ôi trời ơi, tên nuôi chó này, ngươi nghĩ vương mẫu không còn sức cầm kiếm sao? Hay là ngươi đang tự mãn quá mức, đang mà khỉ không dám ăn khi ta, Dương Tiễn, sẽ ăn, khi sợ đủ thứ, còn ta, thì chẳng sợ gì. Sao ngươi lại láo thế? Nếu ta không nhầm, thì chắc chắn tên này được ai đó xúi giục đến đây kích động và dụ ta. Muốn ta cũng học theo hắn mà trộm đào ăn. Tên nuôi chó này tự mãn quá rồi, dám ăn đào trước mặt ta một cách ngạo nghễ, ăn xong còn gói mang đi nữa chứ, ngươi không phục ta sao? Ta muốn ăn thì ăn, muốn lấy thì lấy, ngươi có giỏi thì đi mách ta xem. Này tiểu đệ, ngươi cứ bận đi, ta đi dạo đây, tiện thể mang về cho con chó của ta một củ đào. Chắc ngươi cũng biết con tiểu thiên khuyển chứ, vậy ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi tên nuôi chó kia, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Ngươi nhìn đi, ta sẽ xử lý ngươi rõ ràng. Gần vua thì đỏ, gần mực thì đen. Dương Tiễn biết cách áp dụng câu này để xúc phạm ta, chó cũng được ăn, mà ngươi thì không. Bệ hạ, xem kìa, lòng kiên định của con khỉ chắc chắn đã bị lung lay rồi. Nó chắc chắn sẽ nghi ngờ cuộc đời và cảm thấy không phục. Tại sao người này dựa vào quan hệ lại được phép? Có quan hệ thân thích thì ghê gớm lắm sao? Ta không có thân thích, nhưng ta cũng có thể làm được. Nếu nó vẫn không trộn thì sao? Thì ta tiếp tục khiêu khích, kích động nó. Kế của Thái Bạch Kim Tinh thật thâm độc, con khỉ thực sự đang cảm thấy khó chịu. Ngươi dựa vào quan hệ mà ngạo mạn sao? Ngươi ăn trộm không nói, còn mang về cho con chó nhà ngươi ăn nữa. Ngươi thật sự quá kiêu ngạo. Được rồi, mọi thứ là của ta, chờ đấy. Ta sẽ khiến các ngươi cả đời không ngửi thấy mùi đào tiên. Xem ai vô liêm sỉ hơn. Con khỉ kia, số đào tiên mà Ngao Quảng cho, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn à? Có khi nào là nó trộn đào không? Không thể nào, ta luôn để mắt đến nó không thể giở trò được. Chắc là số đào tiên đó vẫn còn từ lần Ngao Quảng cho nó. Bệ hạ, có gì đó không đúng rồi. Từ khi nó vào vườn đào tiên, nó luyện công trong đó đã dùng tới vài nghìn viên kim đan rồi. Làm sao có thể còn nhiều thế? Kim đan của nó sao tự nhiên lại nhiều thêm 4-5 nghìn viên nữa? Kim đan, ta biết rồi, đó là số nó thắng từ cuộc đua ngựa trước. Cộng với lần này, ta còn đưa thêm cho nó 500 viên kim đan nữa ở Linh Tiêu Bảo Điện. Không phải quá nhiều đâu, người cứ yên tâm đi. Bây giờ mấy chuyện đó không quan trọng nữa, chúng ta cần phải khiến nó mất cảnh giác, rồi dụ nó ăn đào tiên mới được. Hừ, con khỉ chết tiệt, đào tiên này bán thế nào? Hừ, đào này không bán. Không bán thì thôi, ta cũng đâu định mua, chỉ lén đến hái mấy của ăn thôi. Ngươi dám trộm đào của ta, ngươi tin ta sẽ đi mách trả ngươi không? Nói nhỏ cho ngươi biết, đừng. Ta chỉ nói cho mình ngươi thôi, ta thường đến vườn đào tiên trộm ăn. Không chỉ có ta, rất nhiều người cũng đến trộm ăn. Nhiều đào như thế, ăn vài của chẳng có vấn đề gì cả. Làm đại trượng phu, sao lại đi làm cái việc trộm cắp như thế? Ta không thèm dây dưa với ngươi, cút đi chỗ khác, kẻ trước xúi dục. Kẻ này dụ dỗ, các ngươi coi ta ngu à? Muốn rủ ta trộm đào, kích ta gây đại náo thiên đình rồi định tội ta. Các ngươi mơ đi. Cha ngươi đến rồi. Khỉ chất tiệt, dù vương mẫu có đến đây, ta vẫn ăn bài của đào tiên. Đào của ta đâu? Ta không biết, ngươi hỏi ta biết hỏi ai. Khỉ chất tiệt, ngươi giấu đào của ta rồi. Ngọc Hoàng và Quan Âm đều cảm thấy bất lực, ngay cả Na Cha cũng đã ăn đào rồi. Mà ngươi, con khỉ, còn dám nước cả quả, ngươi đúng là không phải người mà. Con khỉ đá này đã lừa Na Cha một vố. Na Cha chắc không ngờ một quả đào to như vậy mà khỉ đá có thể nước gọn trong một miếng. Vậy nên Tôn Ngộ không thể là đúng, nó đã ăn ngay chứ không giấu đi. Tội nghiệp Na Cha, định cho thêm chút món ngon mà lại bị con khỉ chất tiệt kia chiếm mất. Tên gây rối này tuy giỏi làm loạn, nhưng gặp phải con khỉ hèn hạ này, hắn thật sự không đỡ nổi nữa. Bệ hạ, Tôn Ngộ không đã đạt đỉnh kim tiên, chỉ một chút nữa là đột phá Thái Ất Kim Tiên. Đến khi đạt đến Đại La Kim Tiên, mọi chuyện sẽ xong. Trên đường đi lấy kinh, ngươi nên tìm yêu quái Đại La Kim Tiên để đối phó hắn. Chuyện này có vẻ hơi phức tạp rồi. Ngày mai cử thêm người đến kích thích hắn, nhưng có khả năng sẽ bị đánh ra ngoài. Đi, muốn ăn thì về nhà mà ăn. Khỉ chất tiệt, đừng đẩy ta chưa ăn đủ đâu. Ta sẽ cho ngươi ăn một miếng lớn, nhưng đừng có đẩy nữa, ta giận đấy. Hừ, ngươi giận cái gì chứ? Ngươi đang ôm 7-8 của đào lớn mà vẫn chưa hài lòng à? Trong mấy ngày qua, Dương Tiễn đã phá 10 mấy của đào tiên, Na Cha cũng phá 10 mấy của đào, đều là đào của ta. Từ nay trở đi, vườn đào tiên đóng cửa. Ngươi điên rồi sao? Có phải họ trộm đào nhà ngươi đâu? Ngươi kích động làm gì? Lại còn đóng cửa vườn đào nữa. Thế này thì tốt rồi. Không cần phải nghĩ ai sẽ vào trộm đào nữa, đơn giản là không cho ai vào luôn. Hừ, Tôn Ngộ không, ngươi đang làm gì trong đó? Tại sao ngươi lại đóng cửa vườn đào?
Khỉ chết tiệt, ngươi có đang trộm đào không? Nếu ngươi làm vậy, chúng ta sẽ mách vương mẫu đấy. Nếu ngươi gọi chúng ta là chị tốt ba lần, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Được chứ, sao không mở cửa ra đi? Mấy em gái hôi hám, vườn đào tiên dạo này bị trộm, nên ta không mở cửa cho người ngoài. Cái gì? Có trộm mà ngươi không bắt, sao lại nhốt bọn ta ngoài này? Hừ, ta phỏng các người đấy. Mỗi lần đến, các người đều hái vài quả đào lớn, mà đều là đào của ta. Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng đã ra cho ngươi trông coi vườn đào tiên, vậy mà ngươi đã đóng cửa vườn đào nhiều ngày rồi. Trông như thế này là sao? Không phải ta muốn đóng cửa, đều tại cái tên trước tiệt Dương Tiễn và Na Cha, họ quá đáng quá rồi. Dương Tiễn lại càng ngông cuồng hơn, ta dám mách hắn, hắn sẽ đẩy ta xuống phàm trần, bắt ta lại làm yêu quái, đánh cũng không đánh lại, mách cũng không dám mách, vì không muốn để đào tiên của chúng ta bị trộm nữa, ta đành phải dùng hạ sách, đóng cửa vườn đào thôi. Ngươi nói thật đấy à? Dương Tiễn và Na Cha thật sự dám ngông cuồng đến vậy sao? Thật là ngông cuồng không biết sợ, đặc biệt là Dương Tiễn, những lời hắn nói ta không dám nhắc lại, thật quá đáng. Ngươi cứ nói thử xem, ta không tin, hắn thật sự coi vườn đào tiên như vườn nhà hắn à? Dương Tiễn, hắn mang đào tiên về cho chó ăn. Cho chó ăn, thật không thể tin nổi. Hắn hoàn toàn không coi vương mẫu ra gì. Ta đáng thương vì tu vi thấp kém, giận mà không dám nói, cầu xin vương mẫu chủ trì công lý. Ngươi theo ta đến Minh Tiêu Bảo Điện, hôm nay ta sẽ hỏi rõ chuyện này, xem có đúng như vậy không? Lần này xem Dương Tiễn xử lý thế nào. Ngươi lại còn mang đào về cho chó ăn. Ngươi không phải đang sỉ nhục ta, mà còn đang tát vào mặt vương mẫu đấy. Vương mẫu là bà chủ khắt khe, lần này xem ngươi còn ngông cuồng được không? Bệ hạ, ta nghe nói Dương Tiễn đã đến vườn đào tiên, không chỉ ăn đào tiên ở đó, mà còn mang về nhà cho chó ăn. Chuyện này có thật không? Chuyện này, vương mẫu, ngươi đừng vội, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, còn có lý do khác nữa. Ôi trời, con khỉ chết tiệt, ngươi làm cái gì vậy? Dương Tiễn, ta hỏi ngươi có chuyện này không? Dương Tiễn đứng trước câu hỏi của vương mẫu, cũng không biết trả lời thế nào. Quả thực hắn đã mang đào tiên đi, và đã nói là mang về cho tiểu thiên khuyển, cuối cùng cũng thật sự cho tiểu thiên khuyển ăn. Thôi nào, ngồi ăn đào xem kịch đi. Lần này ta xem ngươi còn dám bênh báo không? Vương mẫu nổi giận rồi, có thể nào bớt căng thẳng được không? Thái Bạch, chuyện hôm nay không cần phải nói nhiều, ta chỉ hỏi một câu. Dương Tiễn, ngươi có thật sự nói là mang đào của ta về cho chó ăn không? Chắc rồi, Ngọc Hoàng là Ngọc Hoàng, còn vương mẫu là vương mẫu, hoàn toàn khác nhau. May mà ta chưa nói điều gì quá đáng về vương mẫu. Nếu ngươi bất mãn với chuyện năm xưa, ngươi cứ tìm ta, nhưng ngươi mang đào của ta đi cho chó ăn, có phải quá đáng quá rồi không? Dương Tiễn cũng giận không chịu nổi, tâm trạng hắn rối bời, nhưng hắn không có gì để nói. Lời nói là của hắn, việc làm cũng của hắn. Lý do duy nhất hắn làm vậy là để chọc tức con khỉ, nhưng lại kích động vương mẫu. Vương mẫu, ngươi về trước đi, sau này ta sẽ đưa Dương Tiễn đến tạ tội với ngươi, cũng cho ngươi một lời giải thích. Mọi người đều gặp nhau hàng ngày, không cần làm mọi chuyện căng thẳng, cứ bàn bạc kỹ lưỡng. Theo ta, mỗi người lùi một bước, không cần làm mọi chuyện phức tạp, trực tiếp phạt hắn một trận, bắt đi canh ngựa một thời gian để ghi nhớ lỗi lầm. Vừa nói xong, không khí lập tức căng thẳng, Dương Tiễn giận đến sôi máu. Ngươi nói hay lắm, họ gần như đã chấp nhận lời người, nhưng người lại nói bậy, ta bị lừa rồi. Điểm tiêu cực từ Dương Tiễn cộng 999 dấu nhân 6, điểm tiêu cực từ Ngọc Hoàng cộng 999 dấu nhân 6.